Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách gặp nhiều may mắn, thịnh vượng, bình an và có rất là nhiều điều tốt đẹp của những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Hôm nay thì Hướng Mai giới thiệu một bộ bàn ghế bằng gỗ hương của Lào. Đây là một bộ 6 món cột 10 gọi là Minh Quốc Ngũ Phúc Voi. Bộ bàn ghế này là một trong những cái bộ mà rất là chắc chắn, dày dặn và được những người nghệ nhân làm hết sức là kỹ càng cẩn thận. Lau chùi thì phất quét thì dễ dàng nhưng mà để trong nhà thì rất là đẹp bởi vì gỗ của nó rất là nhiều. Và cái bộ bàn ghế này thì được những người nghệ nhân làm theo lối tứ quý, bốn quý phát tài, một năm bốn mùa, cả bốn mùa đều phát tài là Tùng Trúc Cúc Mai. Ở giữa thì của cái đi văng là có đục hoa sen, tức là một cái sự giác ngộ của các bậc toàn giác cũng như là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nói về cái sức sống mãnh liệt ở trong phiền não nhưng mà vẫn có được những cái bông hoa sen thơm ngát. Và ở giữa cái đi văng thì được đục những cái đồng tiền xếp gọi là kim ngọc mãn đường, vàng bạc đầy nhà. Và đây là một trong những cái bộ bàn ghế mà vừa có phong thủy, vừa chắc chắn, vừa cẩn thận, vừa dày dặn nhưng mà vô cùng là tuyệt vời. Để trong nhà thì nó sẽ mãi mãi trường tồn qua năm tháng. Nó vừa bền, vừa đẹp, vừa cẩn thận, vừa kỹ càng trau chuốt, tỉ mỉ, bởi vì cái chất lượng gỗ cũng như là kiểu dáng của nó thì nó vô cùng là sang trọng. Khi mà đặt để trong nhà thì quý khách sẽ thấy là nó rất là lịch sự mà không cần phải to. Bộ này thì kể ở những ngôi nhà khoảng độ tầm dưới 20 mét vuông là đã rất là đẹp rồi. Khoảng tầm mười mấy mét vuông là kê những bộ này vừa đẹp vừa cẩn thận và chắc chắn. Cái gỗ hương Lào là một trong những cái gỗ quý bây giờ hiện nay, bởi vì gỗ này nó rất là hiếm. Ngày xưa thì gỗ này là gỗ chủ đạo nhưng mà sau một thời gian thì gỗ này cũng đã không còn nhiều, và bây giờ thì họ đã dùng rất là nhiều gỗ Nam Phi, Nam Mỹ, còn gỗ hương Lào thì chỉ còn lại những cái gỗ mà đã ngày xưa mà chưa có sản xuất hết thì mọi người mới làm được ra những cái bộ bàn ghế đẹp như thế này. Và cái mẫu này thì được làm 100% bằng tay. Những người nghệ nhân vẫn đục đẽo các thứ bằng tay và đến lúc mà khi ra thì trông nó vẫn đẹp, các cái đường nét của nó cũng như là cái độ kỹ tinh xảo của nó thì vẫn trau chuốt, cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết. Và đây là một trong những cái bộ bàn ghế mà nó gọi là lồi lồng cối đá, nó tức là nó vừa kỹ càng, vừa cẩn thận, vừa giản dị nhưng mà rất là sang trọng, lịch sự. Nó giống như là một người rất là mạnh khỏe và có trí tuệ. Cho nên là khi mà đặt để trong nhà thì những cái bộ này nó toát lên được một cái gì đấy, nó vừa lịch sự nhưng mà nó vừa lồi đồng cối đá, rất là khỏe mạnh đẹp. Và quý khách sẽ thấy là sẽ để mãi đi cùng năm tháng, hàng trăm năm, hàng nghìn năm cũng không thể là hỏng được, bởi vì cái chất lượng gỗ của nó cũng như là kiểu dáng mãi mãi trường tồn với thời gian, không thể là hỏng hay là có cái gì suy chuyển được. Và hôm nay với bộ 6 món này thì Hướng Mai xin gửi lời chúc tới toàn thể gia đình quý khách có đầy đủ những phước lành, sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Hôm nay cũng là một dịp 2 tháng 9. Hướng Mai chúc toàn thể gia đình quý khách có chữ phúc, phúc đầy nhà, lâm thêm giàu có, phúc ngập tràn, ngày một vinh hoa, phúc sinh, tài đức gia đình thịnh, phúc đến vinh hoa phú quý sinh, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Kính chúc toàn thể gia đình quý khách tháng mới cũng như là ngày mới và kỳ nghỉ lễ của mùng 2 tháng 9 luôn luôn có được cái phúc tràn đầy, may mắn, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, yêu thương và thành công. Xin được tri ân và biết ơn. Xin chào, xin cảm ơn.